乌云降落，让我的天空失去颜色。编剧朱勇，导演殷法，chế tác Dương Trữ, nhà sản xuất Lưu Tư Tư, với sự tham gia của các diễn viên Nhiếp Viễn trong vai Hoàng Tự Lập, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Phương Ngôn, Tiền Vịnh Thần trong vai Vương Tuấn Dật, Mao Tuấn Kiệt trong vai Lưu Mạn Ngọc, Quách Gia Minh trong vai Hoàng Tự Cường, Lý Trình Viện trong vai Chung Tình, Phùng Ân Hạc trong vai Chung Chính Đạo, Bạch Phàm trong vai Chủ Nhiệm Vu, Kiều Vu Đình trong vai Đinh Bảo Trân. Bộ phim Hạnh Phúc Lại Đến, Tập 5. Anh Hoàng, anh Hoàng, anh không sao chứ? Dương Tuấn Dật đâu rồi? Thầy ấy hả? Thầy ấy có ca mổ, giờ có lẽ đang ở phòng mổ. Cái này trợ lý tổng về đưa cho mấy. Dạ. Được rồi. Alo, ai đó? Alo, xin hỏi anh có phải là Triệu Hỷ Thành không? Phải, cô là ai vậy? Tôi gọi từ đồn cảnh sát Hạnh Phúc. Anh là người thân của Lưu Quế Hương đúng không? Phải, tôi là con trai của bà ấy. Mẹ tôi bị làm sao? Bà Lưu sức khỏe không được tốt, tuổi lại cao rồi. Anh là con của bà ấy, có phải nên tới đón bà ấy về không? Bà cần có người chăm sóc đó. Cô vừa nói cô gọi từ đâu hả? Đồn cảnh sát Hạnh Phúc. Là mẹ tôi kêu cô gọi cho tôi sao? Không phải. Alo. Alo. Người gì mà kỳ vậy chứ? Đang giận dỗi ai đó? Thì bà Lưu đó. Bà Lưu đó đã cao tuổi rồi, sức khỏe lại không tốt. Có cậu con trai cũng như không à. Bỏ mặc bà ấy. Chỉ có một con mèo bầu bạn qua ngày. Mình vừa mới gọi điện cho con trai của bà ấy xong, bảo anh ta tới đón bà ấy về. Vậy mà anh ta cúp điện thoại luôn. Có loại con cái như vậy hay sao? Nè, cậu suốt ngày kêu ca cằn nhằn, không phải muốn làm cảnh sát hình sự phá vụ án lớn sao? Tự nhiên lại quan tâm cuộc sống người dân trong khu phố phường xã làm gì? Mình lại tận mắt chứng kiến cho nên không chịu được. Bà cụ này mình biết, nhiều lần bắt mèo về giùm bà rồi. Bà ấy còn con trai hả? Ừ. Mình tưởng bà có một mình thôi. Mình cũng tưởng là như vậy đó. Nhưng bây giờ bà khác gì người già neo đơn đâu. Nè Tôn Duyệt à, chiều nay chúng ta đi ra ngoài tuần tra nha. Lại tới nhà bà Lưu này một chuyến. Được. Thì cũng là vì vấn đề cạnh tranh về giá cả thôi. Hãng nào vậy? Ivory của Đức. Vậy dùng của An Tâm, hàng của Phạm Chí Bằng. Chất lượng khá ổn đó, giá cả cũng không đắt, chỉ có 35.000 thôi. An Tâm hết hàng từ lâu rồi. Hơn nữa mấu chốt của vấn đề không phải là ở điểm này. Gia đình bệnh nhân hỏi tôi về chuyện sao máy tạo nhịp tim giá cả lại khác nhau. Tôi giải thích với họ rồi, là do công năng của loại máy trợ tim.
Hàng của nước nào, hàng nhập khẩu chắc chắn là phải không giống nhau. Nhưng mà họ thì hình như vẫn đang do dự. Tôi thì không thể ép họ được. Điện thoại của tôi đâu rồi? Ê, tìm điện thoại. Điện thoại của tôi sao lại ở chỗ anh vậy? Anh đi theo tôi. Đi đâu? Đi theo thì anh sẽ biết thôi. Nèo, Hoàng Tử Lập, sao lấy điện thoại của tôi? Trả đây. Được rồi, đừng có đi nữa. Nói đi, sao lại lấy điện thoại của tôi? Anh nghĩ đi. Làm sao mà tôi biết được chứ? Không chỉ phát tán tin nói xấu tôi, còn phá hoại quan hệ vợ chồng của tôi và Trung Thanh, Dương Tuấn Dật. Hôm nay tôi không đập anh thì tôi không mang hậu quả. Anh muốn làm gì đó? Anh đừng có nói bậy nha. Ai phá hoại quan hệ hai vợ chồng anh chứ? Anh phá hoại như vậy chưa đủ sao? Hả? Mấy ngày trước chẳng phải anh đứng trước mặt bao nhiêu người trong khoa đòi tôi cho trứng gà đỏ sao? Dương Tuấn Dật, đánh người không đánh mặt, muốn ăn trứng gà có đúng không? Bà Lưu ơi. Bà Lưu. Ấy, bà đang chơi với Nụ Nụ sao? Tụi con tới dọn dẹp giúp bà đây. Tôi đi dọn tiếp đây. Ừ, đi đi. Nụ Nụ, con nhìn coi ai tới kìa. Bà Lưu à, bà quên khóa bình ga lại rồi đây nè. Trời ơi, già rồi hay quên. Con khóa lại giùm bà đi. Bà Lưu, sao bà không ở cùng con trai mình? Sẽ có người chăm sóc cho bà. Bà ơi. Ê, trời ơi. Bà cứ như vậy sẽ không được đâu. Bà ở một mình sẽ xảy ra chuyện đó. Không sao đâu. Bà ở một mình tốt lắm mà. Bà Lưu à, sao bà không ở cùng con trai bà? Tiện có người chăm sóc luôn. Con trai bà, nó không muốn về đây. Còn bà thì không muốn tới chỗ của nó ở. Vậy bà kêu anh ấy tìm cho bà một người giúp việc. Có thể giúp bà dọn dẹp nhà cửa hay giặt quần áo cho bà. Không cần không cần. Bà vẫn còn tự làm được mà. Cần gì phải tốn tiền? Không cần đâu. Hay bà tới viện dưỡng lão, vậy con trai của bà cũng yên tâm hơn. Đó cũng là cách hay để bà bàn bạc lại với nó. Ê, trời ơi cô gái, để xuống, để xuống. Để xuống đi bà ơi, đây đều là rác, không xài được đâu, con bỏ giúp bà mà. Trời ơi, đây đều là bảo vật, không được bỏ, bỏ xuống đi. Không đâu bà ơi. Bỏ xuống đi. Trời ơi. Ai cho phép các người bỏ đồ của tôi chứ? Các người đi 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 đi. Không đâu bà ơi, tụi con không phải tới bỏ đồ giùm bà. Tại tụi con thấy bà không ai chăm sóc cho nên. Hễ tới đây là mở cửa sổ kéo rèm cửa. Là có ý gì đây hả? Có phải chê chỗ tôi dơ, chê bà không, già này hôi hám bà không ơi, bà nghe con nói. Mấy người đi liền đi. Mấy người đi ngay. Đi 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 đi. Bà nghe con giải thích đi đi. Tôi nói cho cô biết, con trai tôi lúc nào cũng muốn dọn dẹp, tôi còn không đồng ý. Cần gì các người chứ? Đi mau đi. Đi. Bà cụ đó hôm nay sao vậy? Rác cũng không chịu bỏ nữa. Chắc chắn là có lý do gì khác. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Quên khóa ga rất là nguy hiểm. Đúng vậy. Cứ như vậy thật là đáng lo. Phải tìm con trai của bà ấy thôi. Đi thôi, để tìm cảnh sát khu vực này bàn bạc lại thử coi sao.
Hai người điên rồi có phải không? Có bệnh viện này là chỗ nào đây? Chủ nhiệm Du, chuyện này không phải là lỗi tại tôi, là Hoàng Tử Lập gây chuyện trước. Nè, anh nhìn mặt của tôi đi. Nè, anh coi, có thảm không hả? Nhìn có thảm không? Còn tay của tôi nữa, không nhấc lên nổi luôn. Còn chân của tôi nữa nè, chắc là gãy xương luôn rồi. Tôi đứng không nổi đây nè chủ nhiệm Du, đau lắm luôn á. Tiểu Hồ, cậu liên hệ với bên khoa hình ảnh làm kiểm tra tổng quát cho bác sĩ Tuấn Vật đi. Dạ chủ nhiệm. Thôi không cần đâu chủ nhiệm, lát nữa tôi còn có ca mổ nữa, vết thương nhỏ này không xin nghỉ được đâu. Ca mổ nào hả? Bệnh nhân mang hội chứng suy nút xoang và hội chứng Adam Stock, cần lắp máy trợ tim. Ca phẫu thuật không lớn, nhưng mà bệnh nhân này cần được mổ gấp. Tôi đã thương lượng với người nhà bệnh nhân xong rồi, giờ tôi đi qua đó. Khoan đi đã. Hả? Cậu như vậy còn mổ làm sao được nữa. Thôi vậy đi, cậu đi làm kiểm tra tổng quát, ca mổ đó để cho tôi. Vậy sao được chủ nhiệm Du? Có gì mà không được chứ. Đi đi. Chủ nhiệm Du à, anh tốt quá, cảm ơn anh. Vậy tôi đi đây. À, thầy Dương, để em đỡ thầy. Không cần đâu, tôi tự đi được. Cậu cũng to gan lắm đó. Chờ tôi làm xong ca mổ này rồi, tôi sẽ xử lý cậu. Chủ nhiệm Du, hình như tối nay anh còn ca mổ lớn mà. Anh đừng làm ca mổ này nữa, để tôi làm cho. Cậu, cậu có được không? Tôi không vấn đề. Dương Tuấn Vật không làm được ca mổ là do tôi, việc này để tôi gánh. Cậu chờ chút, đưa tôi coi tay của cậu. Cử động đầu ngón tay. Được rồi, cậu đi mổ đi. Phẫu thuật cần phải tập trung đó. Hôm nay tôi tha cho cậu, sáng sớm mai tới văn phòng gặp tôi ngay. Tôi biết rồi. Tình hình trước mắt là vậy đó. Vừa nãy cậu nói làm việc với bệnh nhân không thuận lợi lắm là nguyên nhân gì? Cho tôi miếng bông sát khuẩn đi. Vì giá cả máy trợ tim. Ban đầu chọn máy trợ tim của Đức hơn 40.000, nhưng bệnh nhân mắc chứng trung tâm nhĩ phải thêm 13.000 để đổi loại hai khoang. Bà vợ thì lại không muốn bỏ thêm tiền. Thầy Quang, đây là người nhà của bệnh nhân. Cậu này là ai? Dạ, chào bà. Tôi là bác sĩ, lát nữa sẽ tiến hành phẫu thuật cho chồng của bà. Bác sĩ Dương đâu? Bác sĩ Dương vừa nãy vô ý bị té ngã, tay đã bị trật khớp, không tiến hành mổ được, cho nên tôi sẽ thay anh ấy. Nhưng mà bà yên tâm, tôi và anh ấy cũng giống nhau thôi, không có vấn đề gì hết. Ra là vậy. Vậy tôi có vấn đề gì tìm bác sĩ có đúng không? Dạ đúng vậy. Cậu chờ một lát đi. Bà có vấn đề gì thì có thể tới tìm tôi, miễn là liên quan tới phẫu thuật. Tôi chỉ muốn hỏi cậu sao cái máy trợ tim lắp cho chồng tôi giá cả nó mắc quá trời. Bà đừng có lo lắng quá mà. Tôi rất là thấu hiểu ý của bà. Ý bà là muốn tìm một loại máy tương đối rẻ tiền để làm phẫu thuật cho chồng bà. Có điều bây giờ giới thiệu cho bà các loại máy tốt, giá cả lại mắc, bà sợ không có khả năng đúng không? Đúng là như vậy đó. Ông nhà tôi đổ bệnh tốn chi phí nhiều quá rồi. Hơn 40.000 tệ tôi cũng phải đi vay mượn tất cả bà con lối xóm. Vậy con cái của bà đâu? Mấy đứa con bất hiểu, nuôi tụi nó trưởng thành nên người, chê chúng tôi già, chê vô tích sự. Ông lão nhà tôi vừa đổ bệnh, tụi nó không thèm đoái hoài tới. Bác sĩ ơi, tôi thật sự không còn cách nào khác. Bệnh của ông nhà tôi mà không chữa được, tôi sống một mình trên đời để làm cái gì chứ? Bà ơi, bà đừng có quá xúc động, đừng lo lắng mà. Năm nay thị trường trong nước vừa có loại máy trợ tim mới tên là An Tâm. Loại máy trợ tim này tốt không kém các sản phẩm nhập khẩu khác, còn về giá cả lại thấp hơn nhiều so với các loại nhập khẩu. Cho nên đây chính là sản phẩm đáng để lựa chọn. Bà suy nghĩ thử xem. Có thật không? Hơn nữa loại An Tâm này xét về thời gian sử dụng và về mặt chức năng đều không thua kém các loại nhập khẩu. Có thể dùng từ 10 tới 12 năm. Nó lại còn có một ưu điểm vượt trội là thể tích đặc biệt nhỏ. Có thể nói là loại máy có thể tích nhỏ nhất trong giới y khoa hiện nay. Tốt quá vậy.
loại đó bao nhiêu tiền? Hơn 30 ngàn. Nếu bà lựa chọn loại máy trợ tim này thì chi phí chữa trị sẽ không cần tăng thêm. Thầy Quang à, máy trợ tim Hiểu An Tâm chúng ta đã hết rồi. Phải hả? Sao tôi lại quên mất chứ? Bác sĩ Hoàng ơi, cậu... Bà đừng lo, để tôi nghĩ cách. Bà chờ tôi một lát nha bà cụ. Đại Bằng. Kìa Quang, mặt cậu bị sao vậy? Không sao. Hồi nãy đụng trúng tủ quần áo. Nghe nói cậu thăng chức hả? Giỏi thiệt nha. Thôi đi, nhiều chuyện phiền phức lắm. Ê nè, mình hỏi cậu, loại máy trợ tim An Tâm của công ty cậu trong kho bệnh viện hết hàng rồi, có thể nhập gấp cho mình một lô không? Việc này... Sao vậy? Khó khăn lắm hả? Cậu không biết đó, loại máy này thị trường đang bán rất chạy. Cậu nghĩ coi, chức năng và chất lượng của nó không thua gì các loại nhập khẩu, giá cả lại rẻ hơn hàng nhập khẩu. Bán sạch hết rồi, công ty của mình bây giờ không còn hàng. Có chuyện gì hay sao? Có một bệnh nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kinh tế hạn chế, nên mình giới thiệu loại An Tâm này cho bệnh nhân mua. Gấp không? Gấp, lát nữa phẫu thuật luôn rồi. Gấp vậy hả? Thôi được rồi, để mình nghĩ cách khác. Ê, coi như là hôm nay cậu may mắn, trên xe mình vẫn còn mấy cái. Bác sĩ Hoàng, đã có cách bà được. Bà đừng quá lo, đã tìm được mấy trợ tim An Tâm đó rồi. Ôi trời ơi, tốt quá rồi. Tôi về phòng bệnh báo cho ông chồng tôi biết. Chào bác sĩ, tôi đi đây. À quên, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Bà đi cẩn thận nha, cẩn thận. Bác sĩ Hoàng, thầy Dương sẽ không đồng ý việc cho họ đổi máy Hiệu An Tâm đâu. Lúc đó chắc là vì không có hàng, bây giờ có rồi sao không đổi được. Cậu không thấy bà cụ kia phải mượn tiền sao? Còn cậu đi về công ty, cho hàng nhập vô kho theo quy định giùm mình đi. Lát nữa mình còn đem qua phòng phẫu thuật. Được, không có thời gian ăn trưa hả? Ăn trưa cái gì nữa, cả núi công việc, tính sao đi. Ê, xém chút nữa là quên mất, lần này tới đây là để đưa tiền cho cậu. Không cần phải vội đâu, cậu cứ cầm xài đi. Nhà có trẻ con mà. Không sao, mấy tháng này thu nhập khá ổn, đủ xài rồi. Với lại, mượn trả đúng hạn, sau này dễ mượn lại. Cô coi làm vậy, chúng ta làm sao ăn nói với thầy Dương đi. Làm sao tôi biết? Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn dùng tiền mặt nữa hả? Chuyển khoản không được sao? Anh chàng kia là ai vậy? Bạn học của thầy Hoàng, chuyên cung cấp thiết bị y tế đó. Lương chỉ phát bằng tiền mặt thôi. Cầm lấy. Cảm ơn cậu. Được rồi, vậy mình cầm lại. Khi nào cần cứ nói cho mình biết. Cậu đếm đi, 20 ngàn đó. Đếm cái gì mà đếm, bạn bè không à? Vậy mình đi đây, cậu làm việc đi. Mình tiễn cậu nghe. Thôi khỏi, khách sáo gì không biết. Hôm nay cậu đã giúp mình một việc quan trọng mà, phải tiễn cậu chứ. Cậu thấy sao? Theo mình thấy, đoạn clip này không thể nói lên được điều gì hết. Vậy sao cô cảnh sát đó lại không chịu nói ra chứ? Có thể thật sự vì muốn giữ bí mật giùm chồng cậu. Chuyện có gì đâu mà phải giữ bí mật. Giữ bí mật để làm gì chứ? Nếu cậu vẫn cảm thấy nghi ngờ, sao không gọi điện tới đồn cảnh sát hỏi đi? Chắc chắn họ có ghi chép mà. Thật ra thì mình có gọi rồi, nhưng hôm đó không hỏi được điều gì hết. Mình đang nghĩ, nếu thật sự anh ấy có ngoại tình hay có tình nhân gì đó, vậy thì mình sẽ chia tay anh ấy. Như vậy mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Mình thấy cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Cậu phải tin tưởng chồng cậu. Hoàng Tự Lập không phải là người như vậy. Nếu nói về mặt nhân phẩm, mình hoàn toàn tin tưởng anh ấy. Ban ngày phải làm việc, rồi phải phẫu thuật, tối đến còn phải chăm sóc ba của mình, nên rất là vất vả. Vậy thì đừng có suy nghĩ lung tung nữa, chuyện này sẽ ổn thôi mà. Đừng để ý những lời đàm tiếu xung quanh, bọn họ không nói hoài được đâu. Mình thấy bây giờ người mình không bỏ qua được không phải ai khác, mà chính là mình. Cậu đừng có tự dằn vặt nữa, tất cả đều không phải lỗi của cậu mà. Sao không phải là lỗi của mình được chứ? Mình thấy rõ ràng là lỗi của mình. Mình cảm thấy ngay từ đầu mình đã thiếu suy nghĩ trong cuộc hôn nhân này rồi. Mình không nên đầu hàng trước áp lực của ba mình để kết hôn với anh ấy. Cậu đó đừng có nghĩ nhiều về chuyện đã qua. Bây giờ cậu nên nhìn về phía trước. Mình nhìn rồi,
nhưng mà không thấy tia hy vọng nào hết. Sao lại không nhìn thấy hy vọng chứ? Cuộc sống của các cậu còn rất dài, chỉ mới bắt đầu thôi mà. Mình đã đề nghị ly hôn với anh ấy. Hả? Tại sao chứ? Nè, cậu bình tâm lại đi. Ban đầu quả là mình khá bốc đồng, tại vì mình đã sanh con ngay nơi mình đang công tác. Mình cảm thấy làm xấu mặt anh ấy, cho nên mình ức chế mới đòi ly hôn. Những ngày gần đây, nhiều phản ứng của anh ấy khiến mình cảm thấy là anh ấy đến với mình không đơn thuần chỉ vì yêu. Mình nghĩ là nếu anh ấy quá coi trọng phán xét của người khác thì làm sao mình có thể tiếp tục sống với anh ấy đây. Mình hiểu cảm giác của cậu, nhưng không có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo hết. Người khác thì có thể, nhưng mình không làm được. Mình cần có một tình yêu thuần khiết. Vậy mình hỏi cậu, cậu có yêu Hoàng Tự Lập không? Thấy chưa, cậu cũng đâu trả lời được. Cậu đòi hỏi anh ấy như vậy có quá bất công với anh ấy không? Nhưng trước giờ mình chưa hề lừa dối anh ấy, mình rất chân thành mà. Cậu đúng thật là bây giờ cậu đang có biểu hiện trầm cảm sau sinh đó. Cậu thấy mình bị bỏ mặc, không ai yêu thương, rồi sẽ sớm ổn thôi mà. Không phải đâu, thiệt đó, mình không bị trầm cảm thiệt mà. Thôi được, cho dù cậu muốn chia tay anh ấy, nhưng ly hôn lúc này chưa phải thời điểm thích hợp đâu. Đứa bé còn chưa đầy tháng nữa mà, ba của cậu còn đang bệnh. Hơn nữa, cứ cho là tương lai cậu sẽ ly hôn thật đi, một mình cậu nuôi con. Muốn tìm được một người tốt như anh ấy khó lắm đó. Mình không tìm đâu. Sau này mình sẽ sống với ba và con của mình thôi. Cậu đừng ngây thơ như vậy có được không? Cậu vẫn còn rất trẻ, tương lai cuộc sống còn dài lắm. Ba ơi, ba mau tỉnh lại đi. Con và cháu ngoại đều rất cần có ba.
Đầu đuôi sự việc là như vậy. Việc cậu đánh người khắp bệnh viện đều biết hết rồi. Cậu làm cho tôi đẹp mặt thiệt đó. Xin lỗi chủ nhiệm Du, tôi đã gây rắc rối cho anh rồi. Cậu đâu chỉ gây rắc rối cho tôi thôi đâu. Cậu nhìn lại cậu đi, 5 lần 7 lượt gây rắc rối. Cậu biết không, cậu bây giờ là một nhân vật nổi tiếng khắp bệnh viện này rồi đó. Cậu thật là có bản lĩnh đó. Vương Tuấn Vật đó cũng quá đáng không kém. Cho nên anh thấy anh ta bị đánh như vậy có đáng không? Đi. Cho dù cậu có 1000 lý do đánh cậu ta, cậu cũng không nên giận quá mất khôn. Bây giờ xã hội có luật pháp, huống chi cậu là một phần tử tri thức được học cao hiểu rộng. Alo. Hả? Nghiêm trọng tới vậy sao? Được, tôi biết rồi. Hay vậy đi, các cậu liên hệ khoa xương khớp cho cậu ta nhập viện theo dõi. Được, cứ vậy ha. Hoàng Tử Lập, cậu có biết cậu đánh người ta ra nông nổi nào không? Tay phải bị trật khớp, chấn thương sọ não nhẹ, trên người có nhiều chỗ bị tổn thương phần mềm bên ngoài cơ thể. Cậu tài giỏi lắm đó. Ai ngờ cậu ta yếu tới vậy chứ. Cậu còn nói gì đâu, còn lý sự sao? Đứng ở góc độ tên người mà nói, tôi có thể hiểu cậu. Vương Tuấn Vật bị đánh một trận là đáng đời, nhưng tình không cãi hơn lý, càng không thể thắng pháp luật được. Với tư cách là chủ nhiệm khoa, tôi phải nghiêm túc nói cho cậu biết, hành vi của cậu là sai rồi. Cậu có từng nghĩ làm vậy đối với cá nhân cậu và bệnh viện hậu quả nghiêm trọng ra sao hay không hả? Alo. Dạ, chào viện trưởng Lý. Thật ra thì chuyện của Hoàng Tự Lập cũng không nghiêm trọng tới vậy đâu. Phải, tôi có trách nhiệm. Ít nhất tôi đã không nắm rõ hết mối quan hệ của các đồng nghiệp trong bệnh viện. Tôi xin nhận trách nhiệm. Dạ, viện trưởng cứ yên tâm, tôi sẽ nghiêm túc xử lý nghiêm khắc sự việc này. Dạ được. Chủ nhiệm à, thật ra anh nói rất đúng. Tôi cũng biết anh chỉ vì muốn tốt cho tôi, nhưng mà tôi là một thằng đàn ông mà, có những chuyện không thể nào nhịn nổi. Sự việc dù sao cũng xảy ra rồi, tôi cũng không muốn biện minh gì thêm cho mình hết. Tôi xin nhận tất cả mọi hình phạt kỷ luật. Mọi hình phạt kỷ luật à? Cậu biết hậu quả sau khi kỷ luật là gì không? Ít nhất chức vụ tổng quản lý nội trú cậu vừa được nhận chắc chắn sẽ biến mất. Hoàng Tự Lập với tư cách tổng quản lý nội trú khởi nguồn gây rối trật tự bệnh viện, nay lãnh đạo bệnh viện quyết định tạm thời bãi nhiệm chức vụ tổng quản lý nội trú, chờ quan sát lại, đồng thời cắt tiền thưởng của quý này, bồi thường mọi chi phí y tế cho Dương Tuấn Vật và phải xin lỗi Dương Tuấn Vật. Ngoài ra, Dương Tuấn Vật lên mạng bệnh viện công khai phát tán thông tin sai sự thật, khiến Hoàng Tự Lập bị nhiều ảnh hưởng tiêu cực, nhận lấy một lần cảnh cáo. Chào sở trưởng. À, về rồi hả Phương Ngôn? À, dạ về rồi. Tìm con có việc sao? Đúng vậy, tôi đang tìm 2 người. Tôn Duyệt cũng qua đi. Chuyện gì vậy sở trưởng? 2 người gần đây thường hay tới thăm một bà cụ. Bà cụ nào chứ? Chủ nói bà Lưu đúng không? Đúng vậy, chính là bà ấy. Lúc nãy con trai bà ấy gọi điện tố cáo 2 người, nói 2 người phá hoại quan hệ mẹ con họ.
dụ dỗ bà cụ đó vào ở viện dưỡng lão. Hả? Đâu có chuyện đó. Đúng đó, đâu có chuyện đó đâu. Hai tụi con chỉ tới chỗ của bà ấy quét dọn vệ sinh thôi. Vậy mà trong điện thoại anh ta nói hai người kêu bà cụ bán nhà vào viện dưỡng lão mà ở. À, con chỉ góp ý với bà ấy thôi. Đúng vậy, Phương Ngôn nói bà cụ ở nhà một mình nguy hiểm quá, nếu không có ai chăm sóc chi bằng vào ở viện dưỡng lão. Đúng, đúng vậy đó, sở trưởng con đã nói vậy. Hai người giúp bà cụ làm việc nhà là rất tốt. Việc gia đình bảy hai người không nên can thiệp. Nói năng nhất định phải có chừng mực. Hai người đại diện cho cảnh sát không phải cá nhân. Có biết rõ chưa? Dạ con biết rồi. Tôi ra ngoài đi. Dạ. Tạm biệt sở trưởng. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Chúng ta vừa ra khỏi đó, bà Lưu liền kể với con trai bà ấy. Có lẽ không phải bà Lưu kể lễ đâu. Có thể bà nói không rõ ràng nên con trai bà hiểu lầm thôi. Tên Triệu Hỷ Thành đó thật chẳng ra gì. Thiệt đó, tôi phải tìm anh ta để nói chuyện phải trái mới được. Thôi bỏ đi, sở trưởng đã nói rồi. Chúng ta dừng lại ở đây đi. Dừng lại thật hả? Dừng thôi. Về nhà đi. Ừ, tôi vô trước, anh đậu xe đi. Anh ta đừng tưởng là dễ bắt nạt tôi. Nếu Hoàng Tự Lập không công khai xin lỗi trong cuộc họp toàn bệnh viện, tôi sẽ không để yên đâu. Tôi sẽ kiện anh ta, khởi tố anh ta cho biết. Đừng ai cản tôi cả. Bác sĩ Hoàng. Ừ. Bệnh nhân sau khi phẫu thuật, ông ấy nói ở vị trí đặt máy trợ tim có cảm giác rất là đau. Còn nữa, vị trí đặt ống thông tim lại có hiện tượng chảy máu. Bệnh nhân nói kể từ tối qua tới nay, bệnh nhân đau không tài nào ngủ được. Tối qua sao? Sao tối qua không báo cho tôi biết? Tối qua em không có trực ban, tối qua là Tiểu Hồ trực mà. Tiểu Hồ còn nói với gia đình bệnh nhân đây là những phản ứng bình thường sau phẫu thuật, nói đã xử lý cho giảm đau rồi. Dùng thuốc giảm đau cũng không có tác dụng à? Không tác dụng, sao lại như vậy? Nhiệt độ và nhịp tim là bao nhiêu? Huyết áp tâm thu 101mm thủy ngân, huyết áp tâm trương 72mm thủy ngân, nhiệt độ 37.2. Ông à, ông thấy khó chịu ở chỗ nào? Chỗ này đau nhiều lắm. Bác sĩ Hoàng, tại sao lại như vậy? Có phải phẫu thuật xảy ra vấn đề gì không hả? À, bà yên tâm đi, ca mổ hôm qua rất thành công, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng còn về triệu chứng của ngày hôm nay, tôi đang nghĩ có khi nào là triệu chứng của bệnh khác. Muốn biết phải làm thêm những chẩn đoán khác. Ông ráng chịu đựng một chút ha, chúng tôi sẽ cố gắng tìm mọi cách cải thiện tình trạng khó chịu này cho ông nha. Xin hãy làm gấp cho, tôi đau tới nỗi ăn không được, ngủ không được đâu. À được, tôi biết rồi. À phải rồi thầy Dương, có việc này em đã suy nghĩ rất lâu rồi. Em nghĩ là nên nói với thầy một tiếng. Hôm qua thầy Hoàng đã đổi máy trợ tim cho bệnh nhân của thầy đó. Đổi rồi hả? Phải, là đổi hiệu An Tâm. Trời, bệnh nhân của tôi mà anh ta có quyền gì làm như vậy? Em cũng nói với thầy ấy như vậy, nhưng mà thầy ấy nhất quyết đổi. Thầy ấy kêu em nói với thầy là thầy ấy nhất quyết phải đổi. Thầy thấy thái độ cao ngạo ghê chưa? À phải rồi, thầy Dương à, thì hôm qua em đúng lúc đi ngang qua có nhìn thấy Hoàng Tự Lập đánh nhau với thầy. Em chắc chắn thầy gây chuyện với thầy nên em đã ghi hình lại. Thầy có cần lấy làm chứng cứ không? Đưa tôi coi thử. Tốt quá, tôi đang muốn kiện anh ta đây, đúng lúc có cái này để làm bằng chứng. À, tốt quá. Gửi rồi cho tôi đi. À được. Viện trưởng Lý, não bộ phải dùng thau cát đè lên. Dạ được. Tiếp tục sử dụng kháng sinh liều mạnh, chú ý Diêm. Cần tiến hành kiểm tra tổng quát lần nữa cho mấy. Ừ. Phim đâu? Phim đây. Tôi thấy tình trạng bệnh nhân rất khác thường.
Theo lý thì không thể xuất hiện các triệu chứng như vậy. Ca mổ hôm qua hoàn toàn không có vấn đề gì. Đưa bình án ông ấy cho tôi đi. Được. Bệnh án đây. Với kết quả. Chỉ có vậy à? Dạ chỉ vậy thôi. Bệnh án này quá sơ sài rồi. Đặc biệt là điện tâm đồ này. Nhịp tim chỉ có 52 lần một phút. Có đủ điều kiện để mổ không? Cô gọi điện cho Dương Tuấn Vật đi. Kêu anh ta hỏi lại cụ thể tình hình. Được, tôi sẽ đi gọi ngay. Viện trưởng Lý đặc biệt tới thăm cậu đó. Cảm ơn viện trưởng. Bận trăm công ngàn việc mà còn tới đây thăm tôi. Thầy ấy tắt máy. Gọi lại. Không giấu viện trưởng, trước khi viện trưởng tới tôi còn đau khắp người. Viện trưởng vừa đến coi nè, không còn đau gì nữa luôn. Tôi có ma lực ghê gớm vậy sao hả? Viện trưởng yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng làm cho mình khỏe lại, tập trung công việc. Trong khoa nhiều việc như vậy, tôi không thể nào chậm chạp được. Đã bị thương như vậy thì cố gắng dưỡng thương đi, chờ lành hẳn rồi làm việc mới tốt được, có phải không? Viện trưởng nói đúng lắm. Có phải bị thương nặng quá không nghe điện thoại được không? Anh ta bị thương có nhiều đó có là gì? Điện thoại phải kết nối suốt 24 giờ, đây là quy định. Để tôi gọi. Hôm nay tôi tới, một là quan tâm thăm cậu, hai là tôi muốn nói với cậu một chuyện. Viện trưởng nói đi. Nghe nói cậu muốn khởi kiện Hoàng Tự Lập. Việc này... Không sao, cậu có điện thoại thì cứ nghe. Không sao, điện thoại quấy rối thôi. Viện trưởng nói tiếp đi. Thầy Hoàng à, chắc thầy Vương đang bận thật đó. Hay là để lát nữa gọi sau đi ha. Được, tôi ở đây chờ anh ta. Tôi nghĩ là việc này có thể bỏ qua được không? Đều là đồng nghiệp với nhau hết mà. Cậu nói nếu chuyện này đồn ra ngoài, người ta sẽ nói nhân viên nội bộ bệnh viện không đoàn kết. Như vậy không hay lắm. Viện trưởng, về việc lần này là tôi thật sự bi quan. Đúng là tôi đã quay cái clip đó, nhưng mà nếu Hoàng Tự Lập không có làm việc đó thì sợ gì người ta nói này nói nọ. Cứ việc tới gặp tôi, tới giải thích với tôi, hoặc là anh ta bảo cô gái kia đến đây nói rõ với tôi cũng được mà. Đằng này lại ra tay đánh người. Viện trưởng, tôi xin phép nói thẳng, nếu như hôm đó không phải là ở bệnh viện, tôi nhất định sẽ không tha cho anh ta đâu. À, bình tĩnh một chút. Viện trưởng một chút. Tôi và Hoàng Tự Lập từng là bạn thời đại học, và bây giờ chúng tôi còn là đồng nghiệp nữa. Bao nhiêu năm nay tôi đối với anh ta ra sao, anh ta đối với tôi ra sao, chính viện trưởng cũng thấy rõ mà. Viện trưởng không tin, hỏi Trương Kiến đi. À, phải. Thôi được rồi viện trưởng, dù sao hôm nay viện trưởng và chủ nhiệm cũng đã đến đây và nói như vậy rồi, tôi tuyệt đối không để ân oán cá nhân ảnh hưởng đến lợi ích tập thể đâu. Tôi sẽ lấy đại cục làm trọng, không kiện anh ta. À, cậu nghĩ như vậy là rất tốt đó hả? Cậu nói vậy tôi yên tâm rồi. Hơn nữa, mai tôi sẽ đi làm lại, tập trung làm việc. Ấy, tay cậu vẫn chưa khỏi mà. Cậu... Tay tôi không sao, quá lắm thì không mổ thôi. Tham gia chẩn đoán, trực ban, hoặc là gọi thức ăn giùm đồng nghiệp cũng được mà. Hey, nghe cậu nói kìa, trẻ tuổi cốt cách này làm sao không công tác giỏi được. Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi đi trước đi. Được. Viện trưởng đi thông thả. Chủ nhiệm Du, cảm ơn nha, đi thông thả. Đi thông thả. Chủ nhiệm Du à, anh thấy chưa? Thấy gì hả? Cậu Dương Tuấn Vật đó không đơn giản chút nào đâu. Sao lại không đơn giản? Anh coi cậu ta bị Hoàng Tự Lập đánh ra nông nổi này mà vẫn giữ được điềm tĩnh, người này đơn giản sao? Dựa vào sự độ lượng và thái độ,
đủ hơn hoàng tử Lập một bậc rồi. Thật ra việc này tôi cảm thấy với bức hình đó... Đủ rồi, anh đừng có bảo vệ hoàng tử Lập nữa. Khoan nói tới tác phong cậu ta có vấn đề hay không, mà chỉ nhìn vào những ảnh hưởng xấu cậu ta gây ra cho bệnh viện là đủ thấy không hay ho rồi. Cậu ta với Dương Tuấn Vật, đó là ân oán cá nhân với nhau. Nhưng nếu đứng ở góc độ của viện chúng ta, cái chúng ta cần là một người biết nghĩ tới đại cục. Hở một chút là dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Điều đó chỉ chứng tỏ cậu ta ấu trĩ, không trưởng thành. Anh còn cho cậu ta làm tổng quản lý nội trú. Anh thấy đó, tơi trễ, đánh nhau. Hả? Đây là hạng người gì? Sau này về việc lựa chọn nhân sự, nhất định phải cẩn trọng, thật cẩn trọng. Alo. Alo. Thầy Vương hả? Tìm tôi có chuyện gì? Là thầy Hoàng kêu em gọi cho thầy đó. Anh ta tìm tôi làm gì chứ? Thầy ấy muốn hỏi về tình hình bệnh nhân ở giường số 9 đó. Giường số 9 có gì không? Hiện nay bệnh nhân có dấu hiệu đau ngực và hiện tượng xuất huyết. Xuất huyết hả? Là ca mổ hoàng tử Lập xảy ra vấn đề sao? Ca mổ vốn dĩ rất thành công. Nhưng mà có thể thầy Hoàng cho rằng hồ sơ bệnh án của bệnh nhân chưa được đầy đủ, cho nên muốn hội chẩn và kiểm tra thêm một lần nữa đó. Bệnh nhân này là của tôi, anh ta có tư cách gì mà ra ý kiến chứ? Cô nói với hoàng tử Lập, tôi sẽ đến phòng bệnh ngay. Bệnh nhân số 9 không liên quan gì đến anh ta. Sinh mệnh là một đoạn lữ trình. Ai là trung điểm của người đó? Luôn ở một nơi đó, có một người bạn vì tôi. 要辜负多少时光 才能和幸福遇上原本一颗心 快要变了 你出现让我众人希望 对的人 感谢你奋不顾身 是我们 遇见你 我在 生命是一趟旅程，你是终点那个人，原来就在我身旁，有个你在为我等，要辜负多少时光。